Xin chào mọi người, hôm nay sẽ là một tập cover eye makeup vô cùng thú vị nha. Đó là mình sẽ thử cover đôi mắt của anh chàng Đức Phúc trong bài hát Hết Thương Cạn Nhớ. Dự là sẽ vô cùng khó khăn nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay đây. Bởi vì hôm nay chúng mình sẽ makeup giả nam nên việc đánh khối là vô cùng quan trọng đó nha. Mình đã chuẩn bị một bảng tạo khối dạng kem của Stick và sử dụng màu số 03, bắt đầu từ tạo khối hai bên thái dương và phía dưới đầu chân mày, sử dụng cọ dẹt và tán đều màu ra nha. Tiếp tục dùng phần kem còn lại trên cọ và đánh vào vùng giữa chân mày, đánh nhẹ tay để màu lên nhẹ xíu thôi nha. Tiếp theo sử dụng cọ phủ phấn và dùng màu nâu sáng trong bảng Mr. Cloud phủ lên phần viền trán, phần khối bên thái dương và vùng chữ T. Dùng cọ nhỏ lấy màu nâu tối để tạo khối phần bầu mắt và dặm thêm phần dưới đầu chân mày để tạo khung vùng chữ T rõ hơn. Và thêm highlight phần sống mũi với màu be sáng trong cùng bảng màu. Trong MV này, lông mày của Đức Phúc màu đen nên mình sẽ sử dụng bột phấn màu xám tại một lớp vây. Dán lông mày và dán mày ngang nhưng không quá dài. Phần đỉnh chân mày sẽ hơi cong và rậm. Mình sẽ phủ phấn theo hướng chéo lên khoảng 30 độ và vuốt cong nhẹ. Lông mày của Đức Phúc tuy dày nhưng rất gọn nên mình tiếp tục dùng chì kẽ để viền lại phần khung. Đỉnh lông mày sẽ cong hình chữ ớ và phần đuôi nhọn vuốt xuống. Tiếp tục dùng chì xé để vẩy thêm các sợi lông mày trông rậm hơn, nhất là phần đầu đỉnh chân mày nha. Ở phần dưới đuôi mày, đặc biệt sẽ vẽ thêm vài sợi để lông mày thêm phần nam tính. Sau đó dùng concealer tán mờ đi để trông thật hơn. Có thể sử dụng thêm mascara để chút cho các sợi lông mày đớn hơn và trông sẽ dày đậm hơn rất nhiều đó. Giờ phần lông mày đã xong, mình sẽ dùng concealer đánh thêm phần xương chân mày để highlight và tém gọn lại khung lông mày cho thật sắc nét. Tiếp tục dùng phấn tạo khối màu nâu ban đầu để dặm lại khối phần hốc mắt và đuôi mắt cho mắt trông thật sâu hơn. Vì bầu mắt của Đức Phúc khá tròn, bầu nên mình sử dụng màu bi ánh cam để phủ lên phần mí mắt và tán nhẹ ra phần đuôi mắt. Dáng đuôi mắt của Đức Phúc xuôi và dài nên mình sẽ kéo đường viền dài hơn đuôi mắt mình một chút. Sau đó dùng chì kẽ mày để nhấn đường viền mí mắt cho rõ nét hơn. Đường mí mắt sẽ ngắn hơn đường viền mắt một xíu nha. Bước cuối cùng để hoàn thành đôi mắt của ngày hôm nay, mình sẽ dùng chì kẽ mắt màu nâu sáng để viền phía trong mắt, kẽ một đường thật nhẹ để đôi mắt trông sâu hơn và có một chút gì đó mang mát buồn. Mọi người có thấy vậy không? Đôi mắt hết thương cạn nhớ, vậy là đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video này nha. Mình cùng với Dada Beauty sẽ cố gắng làm thật nhiều video hay ho hơn nữa. Mọi người hãy cùng đón đợi nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.